Xin chào tất cả các anh em nha, video này hướng dẫn các anh em tham gia chương trình iGroup từ một dự án Boom Swap iGroup. Khi tham gia dự án, tất cả anh em nhận được 100 token có cái hiệu là Boom. Mỗi một lần ghép các bạn nhận được 10 Boom. Một token này sẽ list sẵn Swap. Mình cũng chưa biết list sẵn nào mà. Rồi để tham gia nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join vào kênh group nha các bạn. Group kênh trailer của nó. Khi nào token về đi mình sẽ hướng dẫn các bạn bán sao nha tất cả các bạn. Là hôm gài không có về gì chân. Các bạn join vào kênh Gupin Seller nữa các bạn chờ chút xíu. Rồi các bạn join tiếp kênh Seller nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn follow server nè. Và pinbot nè. Phan hồi nãy mình quên có tăng 3 người bạn vào không biết nữa. À, các bạn chờ chút xíu thôi. Các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn đi tiếp cho ba người bạn các bạn. Nay mình cũng quên coi không biết có đi tiếp không. Để mình coi lại nha các bạn. Đúng rồi các bạn đi tiếp cho ba người bạn các bạn. À, còn Nguyên Minh A còng Goku, các bạn chờ chút xíu nha. 2 rồi A còng 3 rồi các bạn test lại nha bạn. Rồi các bạn chạy về con cái lương phơm hồi nãy. Rồi các bạn tiếp tục là các bạn follow Medium nữa nè. Các bạn nào chưa biết các bạn vào đăng ký một cái tài khoản Medium nha tất cả các bạn. Medium đăng ký cũng như Facebook Zalo vậy thôi các bạn nè. Rồi các bạn vào follow nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái hình màu đen này các bạn. Các bạn lấy cái link Medium của mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhập vào ảnh avatar của mình nè. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khay nhớ tạm nè. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái đường link Medium chỗ này nè các bạn. Sao kỹ tới sao chân lâm lâm ta. Rồi các bạn bắt đường link verify minimum vô chỗ này các bạn. Rồi các bạn điền đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username server của các bạn nè. Cộng MMO Học Anh. Rồi dòng thứ hai thì các bạn điền lại một cái link tweet minimum nha tất cả các bạn. Các bạn mở theo word mình lên nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nha tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn nhấp qua tờ quyết trả lời nè các bạn. Rồi các bạn tờ quyết cái bài các bạn hồi nãy vừa tờ quyết nha các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Sang cái máy xem lót kỳ quá. Các bạn sẽ đến server nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn chạy lên bot nè. Confirm các bạn. Các bạn bắt vào cái phần link thứ hai các bạn. Rồi, username Telegram thì các bạn vào setting copy username của mình lại các bạn.
Rồi các bạn mở địa chỉ với em thì sẽ 20 vào các bạn bắt dần không ạ? Rồi các bạn lấy địa chỉ em thì sẽ TH này thì 20 các bạn copy sao chép lên nè. Rồi các bạn trả lời liên phơm nha các bạn. Bạn bắt vào đây nè. Rồi các bạn cái chỗ gapper này các bạn ghi giùm mình @anh1133 nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả này nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ gì là mình đã hoàn thành dự án. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.